Lời Chúa ngày thứ năm sau chủ nhật thứ 25 thường niên ngày 24 tháng 9 năm 2020 Một tâm tình đến em mỗi ngày thứ năm chúng ta nhớ cầu nguyện cho Đức Thánh cha cho các hồng y giám mục linh mục và tu sĩ và cầu nguyện cho ơn gọi có nhiều người dấn thân như là các bạn trẻ dấn thân và đời sống dâng hiến để phục vụ giáo hội và tha nhân. Bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 25 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn sách giảng viên chương 1 câu 2 đến câu 11. Giảng viên chương 1 câu 2 đến câu 11. Bài trích sách giảng viên, ông Cô Hê Lét nói phù vân quả là phù vân phù vân quả là phù vân tất cả chỉ là phù vân lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian lao vất vả dưới ánh nắng mặt trời thế hệ này đi thế hệ kia đến nhưng trái đất mãi mãi trường tồn mặt trời mọc rồi lặn mặt trời vội vã ngả xuống nơi nó đã mọc lên gió thổi xuống phía nam rồi xoay về phía bắc gió xoay lui xoay tới rồi gió đi gió trở qua trở lại vòng vòng mọi khúc sông đều xuôi ra biển nhưng biển cũng chẳng đầy sông chảy tới đâu thì từ đó sông lại tiếp tục chuyện gì cũng nhàm chán chẳng thể nói gì hơn mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới điều đã có rồi ra sẽ có chuyện đã làm rồi lại sẽ làm ra dưới ánh mặt trời nào có chi mới lạ nếu có điều gì đáng cho người ta nói coi đây cái mới đây này thì điều ấy đã có trước chúng ta từ bao thế hệ rồi chẳng ai còn nhớ đến người xưa và đối với những người đến sau thì cũng thế các thế hệ mai sau sẽ chẳng còn nhớ đến họ đó là lời chúa mình anh chị lập lại câu đáp. Lạy Chúa trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chung con chú ân. Chúa bắt phạm nhân trở về cát bụi, Ngài phan bao, hỡi người trần thế trở về cát bụi đi. Ngàn năm chúa kế là gì, tự hôm qua đã qua đi mất rồi, khác nào một trong canh thôi. Lạy chúa trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chung con chú ân. Ngài quân đi chung trí là giấc mộng, Như có đồng chối mọc ban mai, Nơ hoa vươn mạnh sớm ngày, Chiều về u rũ tàn phai trắng còn. Lạy chua trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chung con chú ân. Xin dạy chung con đêm thang ngày mình sông, Ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan, Lạy Chúa xin chờ lại, Ngài đợi đến bao giờ? Xin tránh lòng thương xót những tôi tơ Ngài đây. Lạy Chúa trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn là nơi chúng con chu ân. Từ buổi mai xin cho đoàn con được no say tình Chúa, Để ngày ngày được hơn hờ vui ca. Xin cho chúng con được vui hướng, Lòng nhân hậu của Chúa là Thiên Chúa chúng con, việc tay chung con làm xin ngài cùng cô xin cùng cô việc tay chung con làm lạy chúa trải qua bao thế hệ ngài vẫn là nơi chung con chúa ẩn hallelujah hallelujah chúa nói chính thầy là con đường là sự thật và là sự sống không ai có thể đến với chúa cha mà không qua thầy hallelujah main xem tin mừng thánh Luca chương 9 câu 7 đến câu 9. Luca 9 câu 7 đến câu 9. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca. Khi ấy tiểu vương Herod nghe biết tất cả những gì đã xảy ra thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy. Kẻ khác nói: Ông lìa xuất hiện đấy. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại. Còn vua Herodê thì nói, ông Gioan chính ta đã chém đầu rồi. Vậy thì, ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế? Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trước khi bắt đầu bài giảng, có một người đưa tôi một cái tập thơ tựa đề đó là tập thơ Một thoáng phù vân của Tú Yên. Đời ta một thoáng phù vân, như làn gió mãi, vọng ngân vô hình, đừng đem danh lợi thú tình đeo mang để cõi lòng mình gian nan đọc xong thấy sao mà nó giống y như tư tưởng của sách giảng viên cách đây bao nhiêu ngàn năm đã nói phù vân quả là phù vân tất cả chỉ là phù vân một mai hóa kiếp cho toàn thoáng qua cỏ đã bên đàn phủ xanh phù hoa tạm bợ mong manh vân du tám hướng chẳng rằng riêng ai cuối cùng tay vẫn trắng tay biết còn hay mất ngày mai mất còn hay không ta bước đi giữa đường trần vội vã nghe sỏi đá trở mình rên rỉ dưới bàn chân đời cũng chỉ là một thoáng phù vân được hay mất có còn gì để lại hạnh phúc là chi mà xa xa mãi để ta mòn hơi trong mong đợi kiếm tìm rồi đâu là tương lai đâu là quá khứ lẫn lộn muôn đời hai chữ dại khôn đời là thế, trăng mãi trên cao hoài đơn lẻ, sống giữa cuộc đời lơ lửng trôi, ta đứng bên đường loay hoay mãi, biết phải đi đâu giữa biển người. Một đời thấp thoáng qua nhanh, thời gian trôi mãi để dành được đâu, như làn gió bay về nơi xa thẳm dẫu mênh mông nhưng cũng có chỗ dừng. Tháng ngày qua với sao xuyến bân khuân, ta cứ hỏi cuộc đời sao ngắn thế. Thuyền trăng chở gió đi chơi, ngân nga ru giấc mơ đời nghìn năm. Tôi như làn gió xa xăm, gom bao câu chữ âm thầm diệt thơ. Hỏi đời sao lắm bơ vơ, hỏi lòng ta cứ mãi chờ điều chi hỏi người xa cách mấy khi hỏi làn gió thoảng mơ gì mà bay làm gì đời vốn qua nhanh khi vòng sinh tử mong manh như là như là làn gió bay qua như là hạt bụi như là phù du thưa anh chị em và các bạn nếu mà các bạn mở những bài thơ, những bài hát, chúng ta sẽ nghe rất nhiều tư tưởng như vậy. Tư tưởng mà ngày hôm nay lời Chúa trong sách giảng viên cho chúng ta thấy tất cả chỉ là phù vân, rất phù du, nay còn mai mất. Nhất là qua cơn đại dịch hoặc là trong cơn đại dịch virus corona. Ta thấy những người thân yêu mới ngày nào còn đang ngồi bên nhau bỗng virus corona xâm nhập và người đang khỏe mạnh chỉ một thoáng đã nằm xuống và ra đi vĩnh viễn không một người thân bên cạnh không có một ai vuốt mắt để nhắm lại không có một ai nắm cái tay để vĩnh biệt chỉ một mình mình ra đi với cỗ quan tài thương chị em trong đại dịch virus corona nó cho chúng ta thấy được đúng tất cả chỉ là phủ vân biết bao nhiêu những hãng giàu lớn tiếng làm ăn phát đạt bỗng bây giờ trắng tay hết mua không được bán không xong bao nhiêu tài sản chất đống mà lại đói vì không tiêu thụ được bao nhiêu tay đại gia một thời ăn chơi, một thời lẫy lừng. Những cứ tưởng rằng là tiền cứ vô mãi, những cứ tưởng rằng làm ăn phát đạt mãi. Bây giờ virus corona nó đến, không làm ăn gì được. Rất nhiều tay đại gia gặp bà than thua rồi cha ơi. Một năm nay chỉ có ra mà không có vào. Bảo Và thì cả mấy năm trước ông chỉ có vào mà không có ra mà có bao giờ thấy ông đi làm từ thiện bác ái cái gì đâu gọi từ thiện bác ái lúc nào cũng kêu khó khăn mà cứ trúng hết cổ này đến quả kia toàn là cứ trăm tỷ với ngàn tỷ vô ảo ào, ào bây giờ than cái gì và khi chúng ta thấy virus corona lướt qua thì từ những người lớn nhất vua chúa quan quyền tổng thống chủ tịch đức hồng y giám mục linh mục cho đến những người thứ dân không ai mà không thấy được rằng là mọi cái hết sức là phù du phận người hết sức là mong manh như bài hát gì đó đời sống con người trong qua như có như bông hoa nở trong cánh đồng một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích như là đắp ca lễ an táng chúng ta hay nghe tôi nghe bài hát này ngày từ hồi tôi còn giúp lễ giúp lễ như thánh lễ an táng ca đoàn hát đi hát lại thánh vịnh này đời sống con người trống qua như cỏ như bông hoa nở trong cánh đồng rồi mỗi mùa chay về chúng ta vẫn hát hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho một mai người sẽ trở về bụi cho ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi một làn gió nhẹ lung lay cũng biên tan sắc màu hôm nay người còn vui cười rồi mai đây lễ rơi đời là giấc điệp qua mau nuôi tiếc chi bóng sầu rồi ta cũng thấy anh nằm xuống sau một lần đã đến đây đã vui chơi trong cuộc đời này đã tan 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 rồi nằm xuống không bạn bè không có ai không có ai từng ngày vân vân và vân vân ôi nãy giờ sao mà thấy cô hà đang ngồi Nước mắt chảy ra rồi kìa Rồi cô Thu sao mà mặt xị xuống Ông thắng cái mọi bữa cười khảnh khạch Hôm nay mà sao thấy im ru vậy Sao chị Liên kia cũng ủ rũ thế Cô Phụng kìa mọi ngày cái tung tăng mà sao này nghe cái này thấy buồn thế Vâng thực sự thưa anh chị em Nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở những cái chỗ này Thì rõ ràng Cuộc đời này sao mà nó mong manh thế có những người bị ảnh hưởng của sứ điệp từ trời nói rằng là sắp tối ba ngày ba đêm rồi bị ảnh hưởng của những gọi là bí mật Fatima tạo hoẹt giả tạo rồi mặc khải của ông, bà này mặc khải của ông kia chúa báo cho biết là sắp tận thế sắp ba ngày ba đêm rồi bỏ đang làm ăn bỏ hết chẳng làm ăn gì cả đang học hành cũng bỏ hết chẳng học hành gì cả rồi kéo nhau lên rừng kéo nhau vào trong am rồi tu tập rồi đi mua mì với mua nến để dành mì thì ăn hết nến thì đốt cũng ra hết mà chả thấy ba ngày ba đêm đâu chỉ thấy là nhà bán quách đi rồi giờ không còn nhà để mà ở chúng ta đừng có để cho mình bị hoang mang bởi những cái tư tưởng bi quan yếm thế bởi những cái nói là tiên tri hết sức là giả tạo rằng sứ điệp từ trời chẳng có cái sứ điệp nào từ trời mà làm cho con người ta hoảng hốt như vậy. Thưa anh chị em. Lời Chúa ngày hôm nay không có mục đích là kéo rĩ chúng ta xuống để chúng ta thất vọng, chán nản, bi quan yếm thế. Này. Thôi 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 thôi, tươi lên, tươi lên, cười lên. Tôi lo nước mắt đi. Thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi. Không, lời Chúa cho chúng ta thấy rằng là Mọi cái nó đều chóng qua như thế đấy. Để mình đừng bám víu vào nó. Để mình phải bám vào cái gì đó là trường tồn là vĩnh viễn. Phải bám vào cái gì nó không có nay còn mai mất. Không dựa vào cái gì mà nó sớm nở chiều tàn. Mình phải thấy rõ điều đó cho dù thấy như vậy rồi mà người ta còn chưa chịu tin cho dù thấy rõ mọi cái đều trống qua mọi cái đều hết sức là mong manh ấy vậy mà người ta cứ bám chặt lấy cái đó có những người chết đầu ngoài còn gọi là nhắm mắt xuôi tay mà nhắm mắt còn tay chưa chịu xuôi tay còn dơ lên chỉ vào tường vì trong tường ông ấy trôn cái kho tàng trong đó sợ người nhà không biết cho nên là cứ quay vào vách tường xong rồi dơ tay lên chỉ vào tường Người ta lấy dầu, người ta lấy rượu bóp mãi mà cái tay nó không xuôi xuống. Cuối cùng mới đục cái tường ra, thấy trong đó cái kho tàng cái cái tay ống xuôi xuống, mắt ông nhắm lại. chị <laughs> có những cái mà mình thấy rõ ràng, nó hiện hiện trước mắt này. Anh ấy nay còn cười mai ra, đã khóc này, nay còn may mất này, nay thịnh mai suy này. ấy vậy mà người ta không chịu buông, không chịu bó không chịu thả. Đội mũ nào là cứ đội chặt, thêm vào chứ không chịu bớt đi giữ cái ghế nào là cứ ngồi chặt vào cái ghế đó thêm ghế chứ không chịu bớt đi rồi chức vụ cũng vậy cứ nắm chặt lấy không chịu buông bỏ tới tuổi về hưu rồi tuổi già sức yếu rồi mà vẫn không chịu buông bỏ liệu thêm năm năm nữa hay 10 năm nữa coi cái sứ đó hay là cái giữ chức vụ đó rồi có phải chết hay không có phải buông hay không mà tại sao giấc mục bỏ buông mà không chịu buông là sao mong manh quá mà mong manh quá mà chúng ta vẫn không thấy được cái mong manh đó không thấy được cái mỏng giòn đó không thấy được cái chóng qua đó cho nên là thưa anh chị em mình thấy được cái đó để mình cảm thấy mình hạnh phúc hạnh phúc vì tôi đi tìm cái gì hơn cái đó trường tồn vĩnh viễn đó là lòng thương xót chúa chỉ có lòng thương xót chúa là từ đời nọ đến đời kia bao bọc những kẻ kính sợ người như đức maria đã nói lòng thương xót chúa chảy dài từ đời nọ đến đời kia chỉ có chúa mới là đấng trường tồn vĩnh viễn chỉ có hạnh phúc mà Chúa ban cho chúng ta Mà cái hạnh phúc đời sau Nó bắt đầu ngay từ đời này Nếu mà mình biết rằng Cuộc đời này chỉ là cây cầu Để mình bước về cuộc sống đời sau Nếu mình biết rằng tất cả những cái gì Chúa ban cho mình đời này Chỉ là cái phương tiện giúp cho mình Kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc đời sau Thì nhớ rằng phương tiện giống như cái xe để tôi đi đến đích mà đến đích rồi thì còn cứ ngồi trên cái xe giữ cái xe làm cái gì bà ơi bà bỏ cái xe ra đi vào nhà đi Thứ cha con muốn ôm cả cái xe vào nhà có được hay không Ôi trời ơi bà cái nhà đâu phải là cái xa lộ đâu mà đem xe vào làm cái gì tiếc quá tiếc quá thì đứng ngoài đường đi mà lựa chọn đi một là tiếc cái xe thì đứng ngoài đường hay là vào trong nhà để hưởng cái sự ấm áp được ăn bữa tiệc và được ngủ trên cái giường nệm hay là tiếc cái xe cứ đứng ngoài đường đi nào chọn đi bà chọn cái gì trời ơi sao ơi giờ ta cái xe đẹp quá mà bỏ nó xe là phương tiện đưa mình đến đây đến đây là cái phương tiện nó không còn mục đích nữa không còn ý nghĩa thì bỏ nó đi để bước vào trong căn nhà mục đích là mình đến căn nhà này để mình hưởng cái ấm áp cái hạnh phúc cái no đầy của cái căn nhà này đến thiên đàng rồi Có khi người đến cửa thiên đàng rồi Lại cứ dám không buông Lại muốn bắt cá hai tay Tiếc quá Nói gì thì nói Nhắm mắt cũng phải xuôi tay mà Cũng phải buông bỏ hết mà Sao mình không tâm tập buông bỏ Ngay từ bây giờ đi cho nó khỏe Ôm lắm chi cho nó rậm bụng có người xuống này cái than khổ với xu còn khổ lắm trời còn vất vả lắm trời còn trời nhưng mà bỏ buông bỏ bỏ bớt đi Ngu gì <laughs> Thì ngu gì thì không ngu thì ráng mà ngu Thì thưa anh chị em Ta thấy rõ ràng là Lợi độc gì đâu khi con người Phải chịu đựng bao dân lao Vất vả dưới nắng mặt trời Thế hệ này đi thế hệ kia đến Nhưng trái đất mãi trường tồn Mặt trời mọc rồi lặn Mặt trời vội vã ngả xuống Nơi nó đã mọc lên Do thổi phía nam rồi thổi phía bắc Gió xoay tới xoay lui rồi gió đi Rồi gió lại trở lại vòng vòng Rồi mọi khúc sông đều xuôi ra biển Nhưng biển cũng chẳng đầy Dòng sông chảy tới đâu thì nó sông lại tiếp tục Chuyện gì cũng nhàm chán Chẳng thể nói gì hơn Anh chị em có thấy không? Cái gì rồi cũng nhàm chán Ăn cái gì ngon lắm rồi Mấy anh em tôi cứ thấy thèm cái con tu hài Tôi nói là biết là còn tu hài không ăn thịt nó ngon giòn mềm ngon nhưng mà ngày nào cũng ăn tu hài có chịu nổi không thích tôm tích ngày nào cũng tích tôm có chịu nổi không thích tôm hùm ngày ba bữa tôm hùm có chịu nổi không cái gì cũng nhàm chán cái gì cũng nhàm chán nghe hát mãi rồi cũng chán đúng không ạ thích cải lương mà ngày nào nghe cải lương rồi cũng chán thích uống rượu mà uống ngày nào cũng gọi <laughs> là như hủ chim mà cũng nát bấy chán ngấy cái gì chuyện gì cũng nhàm chán chẳng thể nói gì hơn mắt có nhìn bao nhiêu cũng chẳng thấy gì lạ tai có nghe đến mấy cũng chẳng thấy gì mới coi bao nhiêu phim rồi cuối cùng cũng chán nghe bao nhiêu bài nhạc bao nhiêu bài thơ rồi cuối cùng cũng chẳng thấy gì mới Điều đã có rồi ra sẽ có Chuyện đã làm rồi lại sẽ làm ra Dưới ánh mặt trời nào có chi mới lạ Dưới ánh mặt trời nào có chi mới lạ Nhớ câu đó để chúng ta sống cho nó thành thơi Để gặp cái gì đừng có hoảng hốt có gì mà lạ dưới ánh mặt trời Tôi không thể ngờ được rằng nó đối xử với tôi như thế Dưới mặt trời có gì lạ Tôi không thể ngờ là Một linh mục, một tu sĩ mà lại như vậy Dưới mặt trời có gì lạ Tôi không thể ngờ Cái gì cũng không thể ngờ, không thể ngờ Dưới ánh mặt trời Có gì lạ Cho nên gặp những chuyện đau, chuyện buồn Ta cũng cười Thanh thản và nói dưới mặt trời có gì lạ đau thế buồn thế mất mát như thế dưới mặt trời có gì lạ vì mọi cái đều là phù vân nay còn may mất mà rồi khi mà mình được cái chuyện gì đó mà thành công được mọi cái chuyện mà mình mơ ước rồi đừng có hớn hở phấn khởi quá dưới ánh mặt trời có gì lạ rồi nó cũng nhàm chán thôi thế nên có những người mua được cái xe mới hay được cái nhà mới ui rồi bây giờ mãn nguyện lắm rồi ít bữa sau lại thấy cha 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 có biết đâu có nhà mới không con muốn mua cái khác <laughs> bảo nó thấy bỏ mãn nguyện lắm rồi mà bây giờ con nhắm mắt được, được có nhà là chưa mưa chưa nắng rồi nhưng mà khổ nỗi thấy nhà hàng xóm nó mới cất linh tâm nữa nó mới có cái này cái kia mình lại thấy muốn thay đổi chị em thấy không chẳng bao giờ Hồi xưa tôi đi tu chỉ mong được khấn chọn đời Được khấn, mong khấn chọn đời Khấn chọn đời rồi Mong làm linh mục Mong làm linh mục, Có thấy người ta làm giám mục Cũng muốn làm giám mục thương chị em Hồi đó tôi Mấy anh em trong trung tâm một vụ cơ nói chuyện Dẫn với nhau vui Với Đức Cha Louis, Cha Phụ Tá Ngày kỷ niệm, ngày chịu chức giám mục Ngày kể Là Một bữa kia Ngày nghe một cú điện thoại từ bên Roma hỏi là được Đức Thanh Cha chọn làm giám mục có đồng ý hay không? Thì khi nhận được Ngài hết sức bỡ ngỡ, đương nhiên là phải tuyệt đối giữ bí mật, không được phép tiết lộ khi giáo hội chưa công bố. Thì Ngài bảo để con suy nghĩ một ngày hôm sau mới trả lời. Hôm sau cuối cùng Ngài nói con xin vâng. Mấy anh em tôi cứ ngồi nói lòng, cậu cũng thích không? Thích chứ. Và đợi một đợi chưa Đợi từ bao giờ Bây giờ cái điện thoại iPhone 11 Tôi nói tôi mua từ iPhone 4 Bây giờ là iPhone 11 Tôi chỉ đợi điện thoại Bên Roma gọi là Trần Đình Long Con có chịu hay không mà tôi đợi Tới giờ chưa thấy cú điện thoại nào Mà không nhấp tắt nha Để 24 trên 24 nha Hết pin là sạc liền nha để iPhone 4 hết rồi Tới 5 rồi Tới 6 Tới 7 Tới 8 Tới 9 Tới 11 rồi Mà tới giờ vẫn chưa thấy Cú điện thoại từ bên Roma gọi hỏi Trần Đình Long con có muốn hay không con Có cái nhận hay không Nó dẫn với nhau Để thấy rằng là Cái lòng ham hố nơi tôi nó cũng đầy Chẳng bao giờ thấy mình Thỏa mãn Chẳng bao giờ thấy là Nó nó đầy được Gọi là túi tham không đáy mà. Gọi là mình đi tu rồi mình thoát tục rồi Mình không còn ham hố Nhưng mà nó lại mặc những cái ham hố Có vẻ như là đạo đức Có vẻ thiêng liêng nhưng mà thực sự nó cũng hết sức trần tục và hết sức con người. Thưa anh chị em, nó thấy anh em họ làm được nhà thờ, nói thấy anh em được lên chức vụ này, lên chức vụ kia, mình cũng thấy xốn sang chứ. Nhưng mà nhìn lại mới thấy rằng là tất cả chỉ là phù vân. Dưới mặt trời không có gì lạ. Vậy thì phải có cái gì? Nếu có điều gì đáng cho chúng ta nói, coi đây cái mới đây này, thì điều ấy đã có từ trước chúng ta từ bao thế hệ rồi người ta mới trong lịch sử người ta thấy trong kim tự tháp những cái mà bây giờ mình có mình tưởng rằng mới họ đã có từ lâu cả ngàn năm trước rồi chứ không có gì mới cả chẳng ai còn nhớ đến người xưa và đối với những người đến sau cũng thế các thế hệ mai sau cũng chẳng còn nhớ đến họ đâu đúng không ạ người ta mới chết giám mục linh mục hay là những người thân yêu của mình hay là những vĩ nhân nằm xuống cả thế giới khóc lóc cả giáo phận cả giáo xứ cả dòng họ khóc lóc nhưng mà một tháng một năm mười năm sau còn ai nhắc đến họ hay không có đúng không vậy mà mình cứ tưởng mình là cái rốn của vũ trụ tôi cứ nghĩ rằng tôi phải ngon lắm người ta phải nhớ đến tôi lúc nào cũng phải đáp ứng nhu cầu của tôi không vậy thì trong cái mà mình thấy mà mọi cái đều là phù vân đấy. Thì cái gì là cái trường tồn? Mình thấy mọi người đều qua đi hết. Cho dù người có thương tôi lắm, cuối cùng như là bố mẹ tôi rồi cũng phải, cứ ngày nào cũng phải qua đời. Cho dù vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau nhưng mà có ăn đời ở kiếp đâu. Rồi cũng sẽ có một người nằm xuống. Cho dù những người thân yêu nhất của tôi, Tôi nghĩ rằng bạn hữu trí chi cốt, chiêm âm, tri chi kỷ. Nhưng mà rồi cũng có ngày phải mỗi người đi một nẻo. Và cho dù những cái mà tôi quý nhất, mới là tôi nghĩ rằng là tôi phải giữ nó suốt cuộc đời. Cuối cùng, có còn cái gì nữa đâu. Và chính bản thân tôi cũng thấy nó chán, nó nhàm, chẳng thấy cái gì mới mẻ cả. Tính tôi thì thích cái gì mới, đi tìm khám phá cái gì mới. Không chấp nhận dậm chân tại chỗ, và chính vì thế mà chú mới bắt cóc tôi mày thích cái mới tao cho mày không một cái kho tàng một cái nguồn mà mày khám phá suốt cuộc đời mày mày cũng không bao giờ khám phá hết kho tàng đó là lòng thương xót chúa Chúa nói với fostina rằng cho dù có tất cả mọi sách trên thế gian này viết cũng không viết hết về lòng chúa thương xót và kết thúc tin mừng cho anh nói rằng là những việc chúa Yêu làm bây giờ có viết lại thì tất cả sách trên thế gian này cũng không viết lại được hết. Vậy thì đi vào một cái kho tàng lòng thư xót chúa và dìm mình vào đại dương lòng thư xót chúa để mình cảm nhận được rằng là chỉ có lòng thư xót chúa mới làm cho mình được mãn nguyện, mới làm cho mình thỏa mãn, mới làm cho mình hết khao khát. Như là Augustino nói rằng là hồn con khao khát chúa, con chỉ được nghỉ yên khi nào con ở trong chúa mà thôi mình khao khát mong mỏi để được gì mình và đại dương lòng thương xót Chúa và khi chị em thấy rằng là mình cảm nhận được lòng thương xót Chúa rồi lúc đó mình mới thấy rằng là lạy Chúa đủ cho con rồi lúc đó mới có thể nói được như là ông già Simeon lạy Chúa giờ đây Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an vì mắt con đã thấy được ơn cứu độ và bây giờ Tôi có thể nói và mọi người chúng ta có thể nói rằng lạy Chúa bây giờ Chúa để cho chúng con đi bình an được rồi. Vì chúng con đã được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Vì chúng con đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Bây giờ con chỉ muốn đi về với nguồn lòng thương xót Chúa là chính Chúa mà thôi. Và đó là điều mà Herod ngày hôm nay nghe biết tất cả những gì đã xảy ra là nơi Chúa Giêsu thì phân vân lắm. Và ông tự hỏi rằng cái con người này là ai Người thì bảo ông đó là Joan từ cõi chết trỗi dậy, người thì bảo là Elia xuất hiện, còn người thì bảo là ngôn sứ. Còn Herode bảo rằng ông John thì ta đã chém đầu rồi, vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế. Và khi nghe đồn thì vua tìm cách gặp Đức Giêsu. Chúng ta hay nghe đồn thế này, đồn thế nọ, đồn thế kia mà không chịu đến nơi, không chịu gặp gỡ đích thực cái con người đó. Nghe người đó thế này Nghe người đó thế nọ Nghe người đó thế kia toàn là nghe đồn thôi Rồi mình vội kết án, vội kết luận Là người ấy như thế nọ thế kia Và hỏi rằng tại sao anh nói tôi như thế Tôi nghe đồn Tôi nghe nói, tôi nghe báo cáo Anh Toàn nghe đồn, anh Toàn nói nghe đồn Nghe báo cáo mà anh không bao giờ anh gặp trực tiếp Cái con người đó để đối thoại Để tìm hiểu coi con người đó Là như thế nào Những điều mà người ta nói về người đó có thật hay không Và nó thật như thế nào chưa có gặp gỡ chưa đối thoại chưa có sự trao đổi mà ta vội kết luận võ đoán đôi khi nó sẽ dễ đi đến thiếu sót và bất công chỉ nghe đồn thôi mà Herodê đồ nghe đồn thì phân vân chúng ta nghe đồn về người này người nọ người kia chuyện này chuyện nọ chuyện kia ta cũng phân vân và ta tự hỏi là như thế nào thì tốt hơn hết là Herodê tìm cách gặp được Jesus thì mỗi người chúng ta hãy có vấn đề gì có con người nào thì hãy gặp trực tiếp người ấy mà đối thoại mà nói chuyện mà trao đổi để hiểu hơn để cảm thông và đó là cách thể hiện lòng thương xót thương xót thì gặp gỡ để trao đổi để cảm thông để hiểu biết và để yêu thương một con người mà chúng ta luôn luôn đặt vấn đề về người đó thì hãy đi tìm người đó vậy thì bây giờ đối với bạn ai vấn đề nào là bạn hay thắc mắc nhất bạn khao khát nhất thưa đối với tôi đó là lòng thương xót của Chúa vậy thì hãy tìm kiếm những bài giảng về lòng Chúa thương xót những bài hát về lòng Chúa thương xót những chứng nhân về lòng Chúa thương xót những sự việc từ lòng Chúa thương xót hãy tìm gặp gỡ đích thật con người Giê-xu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót gặp gỡ trong lời Chúa gặp gỡ trong thánh thể của Chúa gặp gỡ trong những người khác gặp gỡ nơi những biến cố xảy ra trong cuộc sống của mình gặp gỡ với chọn niềm tin thác Amen cái đói khát không làm sơn lòng cái thiếu thôn không làm chun chân con đi về về miền đất hứa con đi về về giao điểm tin mừng để ta ơn chúa lòng thương xót để ta ơn chúa lòng đến nơi chúa mang một tâm tình đến nơi chúa chỉ có tâm hình lòng thương sắc trong tim lòng thương sắc tâm tim. Sao? Đến với Chúa mang một tâm tình, đến với Chúa chỉ có tâm hình, lòng thương sắp trong tim, lòng thương sắp trong tim.